nhìn thấy không? Đây là đường Phan Văn Trị buổi chiều. Giờ này tầm 5 giờ 30 ha. Xây nè, khu biệt thự luôn, nhà phố. Giống y chang khu kia, có đều ở đây nó không có công viên nhiều á, mua nó cũng không có được ngon lắm. Do trung tâm này mắc lắm á. Gieo tôm bụng đi của anh á, gần 2.000 cây luôn. Để lây lắc anh còn để lại cái gieo đó. Tôi nói mình ăn xong tối nay về bị ngủ không được giống bữa nữa, ma bún mắm. Bu này xe đông quá. Bu Kiki nhớ xíu quá. Tuần này qua nhà nó chơi mới được. Để coi gì má hai chừng nào xuống mẹ canh me chứ.
Hay là mai mốt em điện thoại em hỏi mẹ coi. Nhưng mà biết sao, nhà mình đi ban đêm bộ không á, thấy ớn không? Thà ban ngày mình đi thì cũng sao á, ban đêm. Này chưa? Chưa hả? Ở đây cái này, mì gà da giòn. Tới rồi đó, qua cua này là tới. Sữa kìa, trời ơi uống viền luôn á ha. Đây này bé này nè, trời ơi 5-6 ly. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó uống ghê, tính nó mới uống không, mới uống trà đen ở chỗ đó, uống vô mà đậm hết mắt ói liền. Rồi, tắt đi bé. Tắt đi.